Thực phẩm bổ sung BodyKey by Nutrilite có công thức kết hợp giữa 25 thành phần dinh dưỡng thiết yếu bao gồm đạm, chất xơ và các vitamin giúp hạn chế cơn đói và hỗ trợ hệ tiêu hóa, cung cấp năng lượng giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả. Với 19 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong ngành công nghiệp thực phẩm, tôi cũng hiểu rằng hương vị đóng vai trò rất quan trọng. Nếu không ngon, các bạn sẽ không muốn sử dụng đều đặn mỗi ngày.